Vừa qua, truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn nhận được nhiều phản ánh của người dân. Lâu nay tại chân cầu vượt số 3 cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, trên địa bàn xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, xuất hiện nhiều phương tiện xe tập lái thuộc trường trung cấp nghề Thái Hà trên một bãi đất trống tại khu công nghiệp Yên Bình. Ghi nhận của phóng viên, vào mỗi buổi chiều tại khu vực bãi đất rộng hàng nghìn mét vuông, có nhiều người tụ tập để học lái xe tại đây. Vào vai một người có nhu cầu học lái xe, chúng tôi được một người tự xưng là giáo viên hướng dẫn tận tình về cách nộp hồ sơ, sao cho có thể nhanh chóng tham gia thi tuyển ngay tại khu vực này. Vâng, chị đăng ký ở đây luôn được chị ạ. Vâng ạ. Nhà em chỉ có bãi tập ở đây thôi. Học phí là 8 triệu rưỡi, nộp trước là 5 triệu. Nhà em là giáo viên ở trường trung cấp phải Thái Hà. Dạ. Sớm bởi vì chị chỉ còn lấy suất ở tháng 7 thì thôi. Khai giảng tháng 7 thì em tháng 10 mới được thi, và khai giảng tháng 8 thì tháng 11 em mới được thi. Theo quy chế tuyển sinh đào tạo lái xe tại các trường, quy định rõ học viên muốn đăng ký tham gia học và thi lấy bằng lái xe phải nộp hồ sơ theo đúng quy định tại các trung tâm đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe, các trường đủ điều kiện được cấp phép tổ chức thi sát hạch lái xe. Thông tư số 46/2012/TT-BZ-TVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn xe tập lái, sân tập lái và diện tích sân tập lái. Sân tập lái ô tô phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đủ tình huống các bài học theo nội dung chương trình đào tạo. Kích thước các hình tập lái phù hợp với tiêu chuẩn trung tâm sát hạch lái xe đối với từng hạng xe tương ứng. Ngoài ra, mặt sân phải có cao độ và hệ thống thoát nước bảo đảm không bị ngập nước. Bề mặt các làn đường và hình tập lái trong sân được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng, có đủ vạch sơn kẻ đường và hình các bài tập lái được bó vỉa. Nhưng theo quan sát thực tế, bãi tập xe này không đảm bảo các tiêu chí như đã quy định. Nhìn vào những điều kiện trên, khó có thể đảm bảo an toàn khi những người đang điều khiển phương tiện kia chỉ là những người đang học lái. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ liên hệ làm việc với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên, trường Trung cấp nghề Thái Hà để xác minh thông tin về bãi tập xe không đủ tiêu chuẩn tại khu vực cầu vượt số 3 cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả trong phóng sự tiếp theo.